Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình tiến hành mình phun cái cử thuốc dưỡng cho dưa hấu. Mình phun bên cái ruộng mà dưa lớn nha các bạn. Bên ba công của mình bên đây. Cái tóp dưa mình trồng trước ba công. Thì hôm nay gồm có cũng như thường lệ. Thì lúc nhỏ mình nung trái nhỏ, thúc trái nhỏ những cái loại thuốc mà quen thuộc mình đã từng lên video trước đó. Thì hôm nay mình lên cái video mình cũng như là nhắc lại cho các cho bà con nông dân mình đó là nhớ những cái loại thuốc này. Thì đây là cò 300 nè. Thành phần là kali với lại là kali nè. Kali hữu hiệu nè, 21%, pH 7,7%, 7,0%, đó, với lại là hằng ba ba mười một mười một T, cái này là phân chuyên dùng cho mà dưa hấu nha các bạn. Ở trên thị trường vẫn có cái loại thuốc mà của Quang Đông này. Nhưng cũng 33 11 11, nhưng mà cái đó nó dùng cho rau màu. Thì lưu ý các bạn là giống vậy, thì các bạn mua đúng cái loại thuốc có hình cây dưa hấu nè, phân bón hôm hộp NPK nè đó của công ty Quang Nông. À, thì nó là cái này là chuyên dùng cho dưa hấu nha các bạn. Như mình kết hợp lại cái loại thuốc là combi G3, thêm cái HQ 101 nè. Mà các bạn nên chú ý là cái HQ này xịt 30 cc, nên xịt chắc chiều nha. Đó thì nếu xịt giặt nắng á, là nó héo, nó nằm gạp hết trơn nha các bạn, nó xỉu nhẹ đó. Thì cái loại này, bốn cái loại thuốc này thì mình xịt cái cử này là cái cử thứ hai cho dưa hấu. Dưa mình hôm nay cũng có ký rồi các bạn đó. Ký mấy à, cái này là cái giống tiểu long của thằng mà Nam Việt. Thì mình lặp lại cái cử này, cử thứ hai thuốc giống nhau cho nó an toàn trong cái mùa mưa, là tại vì là mình không có dùng những loại thuốc mà nó ảnh hưởng là quá quá nhiều mà cái hàm lượng mà đạm nhiều quá. Thì nên theo mình thì nên trong mùa mưa này nên là dùng những cái loại mà thuốc lớn trái và kích thích cho dưa hấu đó. Thì những cái loại thuốc là nó mang cái hàm lượng kali nhiều chút, là trái dưa mình không có bị hư giữa đường nha các bạn. Nó thì cái tấp dưa này nó bị ngập nước, nhưng mà hôm nay thấy nó cũng tạm tạm, chắc cũng với cái giá dừa này thì cũng kiếm được chút đỉnh á. Thì mình lên mấy cái loại thuốc đó mình chia sẻ với bà con nông dân. Ai thấy bà con nào thấy hợp lệ thì cứ áp dụng làm theo. Còn đây là cái ruộng dừa của anh Lợi, anh trồng gần bên các bạn. Này mình chia cho ông lại hai công rồi. Thì dưa ổng là giống thành long, một lượt như mình nó trái nó cũng lớn rồi, ký ngoài ngóc rồi. Rồi dưa này nó đều đều trái như mình nghe. Thì sẵn hôm nay mình dẫn các bạn đi tham quan cái vùng này, cũng 4 năm chủ trồng dưa. Đây
Đây là vườn của ông anh vợ mình. Ông bị nước ngập rồi, ông nhổ gốc rồi ông xuống hột lại. Đây là nguồn của mình để lại cho anh em mình làm nè. Nó cái nguồn dưa của nó thì cái dưa này thì nó rất là ok các bạn, nó đều và nó tốt. Thì hôm nay có mấy chị làm tiếp đắng đó, mấy chị vớt cái đọt dưa mà nó rớt dưới đường mương giữa lên. Thì hôm nay nó cũng sẵn sàng bắt trái. Khu vực này thì cái miếng giữa này nó trúng nhất, mấy con em mình nó trúng nhất, vừa xong quá xong. Đi quá màn hình. Nổ đồng tiền nó bị ghẻ. Bị bệnh nó nhiễu xuống trái ghẻ. Mấy trái nó ghẻ ra bẻ bỏ đi chứ đâu cứu được. Mấy trái ông chích thì cũng bẻ bỏ luôn. Lấy nụ ngoài. Sao không có được? Sao không có được? Đâu? Mà ghẻ luôn, bán như vậy chứ không lẽ nhổ bỏ, nhổ gốc bỏ. Mấy đồ âm mưu lắm mà ông dèo dèo bánh. Ông đó nó đâu có quan trọng gì đâu. Dám con không? Ông vàng á, ông vàng nè, nó dính vô cái chai nè, nó mới chích, nó chích nó hư trái. Còn ông kia ông mặc đồ này nó bay đáp nó còn có lợi, nó bắp qua nụ đực cái đáp qua nụ cái nó dính phấn qua bả nó còn tốt nữa. Đây là cái nguồn dưa mình nè các bạn, bên cái nguồn dưa nhỏ nè. Bên này đầu đều không?